Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bản tin HTU2. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm những nội dung chính sau đây. Các hoạt động kỷ niệm 50 năm năm thành lập trường. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Gặp mặt câu lạc bộ hiệu trưởng các trường đại học sư phạm. Đánh giá năng lực tiếng Anh K48. HPU Gai sản xuất trà Ngọc Linh. Ký túc xá có nhà xe mới. Ngày thanh niên cùng hành động. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, 17 tháng 12 năm 2022, các thế hệ viên chức, người lao động và người học đã tập trung về trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 để tham gia các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Lễ kỷ niệm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ được tổ chức trang trọng tại hội trường 14 tháng 8. Hội trường được đặt tên theo ngày 14 tháng 8 năm 1967. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 128, chia trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành 3 trường. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Tại buổi lễ, các đồng chí đại biểu lãnh đạo cùng các đại biểu viên chức, người lao động, người học đã ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển nhà trường. Qua 55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã khẳng định vị thế của một đơn vị đào tạo uy tín, một trong 7 trường sư phạm chủ chốt của cả nước. Tuy nhiên, trong chặng đường 55 năm vừa qua, tập thể cán bộ, viên chức và người học nhà trường phải đối mặt và đã vượt qua không ít những khó khăn, thử thách, quyết liệt. Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể và các cá nhân trong trường nhận được các phần thưởng cao quý. Có thể nói, đến nay, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế hội nhập quốc tế sâu sắc trong mọi lĩnh vực, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, song bằng việc nắm bắt các cơ hội, phát huy các nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh, kết hợp với sự ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương trên cả nước, các đối tác trong và ngoài nước. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 quyết tâm đổi mới mô hình quản trị, cải tiến tổ chức bộ máy, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo bước đột phá về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tiếp tục khẳng định vị thế của trường sư phạm chủ chốt, đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giáo viên, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và đất nước. Bên cạnh lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các khoa tổ chức, hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng là những cảm xúc tự hào, xúc động và hạnh phúc của các cựu viên chức và người học khi được trở lại thăm mái trường xưa để một lần nữa được cảm nhận cuộc sống học tập và làm việc tại nơi đây. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Với sự tham dự của 981 đại biểu là cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, đại biểu Vũ Hồng Phúc, đại diện thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, vinh dự là đại biểu chính thức. Ngoài ra còn có hơn 10 đại biểu là cựu sinh viên của trường. Sáng ngày 15 tháng 12, phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với trái tim đầy nhiệt huyết, với tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Chiều ngày 15 tháng 12, Đại hội đã bầu 144 anh chị tham gia Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12. Chiều cùng ngày, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12 tiến hành bầu Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Ban bí thư Trung ương Đoàn, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn khóa 12. Kết quả, hội nghị đã bầu Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 12 gồm 33 anh chị, Ban bí thư Trung ương Đoàn lần thứ 12 gồm 6 anh chị. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 12. Ngày 10 tháng 12 năm 2022, tại Trường Đại học Vinh, Câu lạc bộ Hiệu trưởng các trường đại học sư phạm tổ chức gặp mặt năm 2022 theo chương trình hoạt động thường niên. Tham dự và chủ trì buổi gặp mặt có các thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng với các thầy cô giáo, nguyên lãnh đạo của các trường đại học sư phạm. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Huy, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tham dự hội nghị. Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2013 đã tổ chức được nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả trong việc tăng cường sự kết nối,
tạo tiếng nói chung và hành động thống nhất để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chia sẻ và hỗ trợ cùng nhau phát triển, định hướng, phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường cũng như của cả nước. Hôm nay, các sinh viên khóa 48 đã được tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào môn tiếng Anh. Mục đích của bài thi này là để nhìn nhận khả năng cũng như trình độ tiếng Anh của từng sinh viên. Kết quả bài thi sẽ là cơ sở để nhà trường sắp xếp chương trình đào tạo và lớp học tương thích, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ để phân phối chính xác chuẩn đầu ra cho sinh viên. Tiếng Anh là học phần bắt buộc đối với tất cả các ngành học, sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gần đây ngày càng có trình độ tiếng Anh cao hơn và đáp ứng được yêu cầu chất lượng lao động của thời kỳ hội nhập. Năm 2016, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng được thành lập trên cơ sở Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Công nghệ. Hiện nay, Viện đã có nhiều nghiên cứu thiết thực và có những sản phẩm đưa vào thị trường. Ngày 16 tháng 12, tại giảng đường ABCD, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng đã diễn ra hoạt động trưng bày sản phẩm của Viện với hai sản phẩm chính là trà cao cấp Ngọc Linh và hệ Aquaponic. Ngoài ra, còn có các sản phẩm đến từ các đơn vị hợp tác. Với mô hình này, Viện Nghiên cứu cũng mong muốn đây là cảm hứng sáng tạo với các bạn sinh viên khoa toán, lý, hóa, sinh nói riêng và các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nói chung có mong muốn nghiên cứu và tìm hiểu những sản phẩm về lĩnh vực khoa học tự nhiên trong cuộc thi Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 5 sắp tới. Nhằm hướng tới mục tiêu từng bước hoàn thiện và phát triển hơn nữa về cơ sở vật chất phục vụ cho người học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã xây dựng thêm nhà để xe mới tại khu ký túc xá sinh viên. Nhà xe mới được xây dựng nổi bật bởi bộ khung chắc chắn, tạo hình cánh hoa sen đẹp mắt cùng với tấm tôn chất lượng, tạo nên một không gian để xe rộng rãi, hiện đại. Hệ thống rào chắn và cửa khóa giúp bảo vệ tài sản của viên chức và sinh viên. Ký túc xá hiện nay mới được đổi thành trung tâm nội trú, từng bước hiện đại và phục vụ hoàn hảo nhất cho người học. Nhân dịp chào mừng Đại hội đoàn toàn quốc, Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động với chương trình Mùa đông ấm, chương trình Vì một Việt Nam xanh và chương trình Tổng vệ sinh môi trường. Ngay sau Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 bế mạc, ngày 17 tháng 12, tại 67 trên 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ đồng loạt triển khai Ngày Thanh niên cùng hành động nhằm thể hiện tinh thần bắt tay nhận việc, hành động cao nhất để sớm đưa nghị quyết Đại hội đoàn vào cuộc sống. Trong đó, Trung ương đoàn tổ chức điểm tại 11 tỉnh, thành đoàn và một điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng thực hiện cùng lúc 3 chương trình hành động, gồm chương trình tình nguyện mùa đông ấm, quyên góp kinh phí xây dựng đường đi, có cột đèn tích hợp năng lượng mặt trời cho học sinh và nhân dân xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Tham gia giải chạy và quyên góp 1.800.000 đồng cho quỹ Vì một Việt Nam xanh, góp phần vào 1.000.000 cây xanh năm 2022. Chương trình tổng vệ sinh môi trường nhân dịp tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập trường. Quý vị vừa theo dõi bản tin HPU2 số đặc biệt. Chắc hẳn rằng không khí ấm áp và bao kỷ niệm của chương trình gặp mặt ngày hôm qua vẫn còn nguyên trong quý vị. Một lần nữa, thay mặt cho ban biên tập bản tin, Ngọc Mai và Minh Hiếu xin được kính chúc các thầy cô và các thế hệ sinh viên sức khỏe, thành công. Chúc cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ luôn luôn tươi đẹp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Hãy cất tiếng hát, lòng ghi nhớ công ơn thầy cô. Bao nhiêu gian nan, giờ đã có mái trường đẹp tươi. Ánh sáng lấp lánh, màu tri thức xuân hòa. Bây giờ lộng lẫy sắc hoa. Trường Đại học Niềm tin Sư phạm Hà Nội 2, giàu trí tuệ, cao văn hóa, đẹp lòng người. Miền Trung du tràn căng nghĩa sông, trong âm vang niềm sắc màu mái trường mùa xuân, miệt mài say mê vươn khơi trí tuệ đỉnh cao, ước mơ được trăm cánh bay vũ xa. Trong anh hùng màu đất nước
tấm lòng sát vai kề vai, cùng dựng xây cho mơ ước mai trường đẹp tươi, vươn xa tầm cao khát khao mong chờ. Bao nhiêu năm qua cùng đất nước vươn thời mình cao, qua bao chông gai cùng nhịp sống đi ước mong sai, cho quê hương ta giờ chỉ thương cánh chim cộng một bằng ba thì hãy vào khoa toàn tìm hiểu tố hữu phùng quan hãy đến
về khoa văn, đất nước ngàn năm nhọc nhằn bên khoa lịch sử, dạy trẻ năng động ứng xử thi học khoa mầm non. Muốn hết béo tròn thi vào khoa thể chất, muốn dạy nhiều môn nhất vào khoa tiểu học, tìm hiểu về khí động lực học, học khoa vật lý vững vàng tư tưởng ý chí đến với khoa chính trị. Hello, Ily, khoa ngoại ngữ luyện rèn nghiên cứu đồng kẽm Niken thì hãy vào khoa hóa, yêu cây cỏ hoa lá, hãy đến với khoa sinh, yêu công nghệ lập trình vào khoa tin nhé. Muốn kỷ luật nghiêm minh vào quốc phòng an ninh. Trường hai chúng ta. Nổi trống lên chào mừng ngày vui, bốn phương về đây tá tụ hội, ca khúc hành ca sứ phạm muôn đời. Trên mảnh đất xuân hòa thơ mộng, đồi than lằn phủ bóng những màu xanh, giảng đường đang dạo bước chân nhanh, tà áo trắng vẫy gọi ta dừng lại. Ôi mái trường sao mà ta yêu thế, niềm tự hào của chính tôi đây. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, niềm tự hào những người đã đến. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, uy tín, trí tuệ, cống hiến. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, nhân văn, khai phóng, hội nhập.